Mến chào các bạn nha. Thể theo yêu cầu của một số vị khách hàng có nhu cầu mua xe lướt đã qua sử dụng, thì hôm nay mình xin vay chi tiết cận cảnh một số dòng xe đang ở cửa hàng để cho các bạn tham khảo. Thì có một số xe thì mình đã công chứng và rút thu hồi biển số cho khách hàng rồi, còn một số xe còn biển số á, thì quý khách hàng có mua thì mình sẽ làm thủ tục nha các bạn. Thì trước mắt các bạn đây là chiếc Vision. Xe này là được độ từ phiên bản là đặc biệt, độ lên màu hồng đen. Tiếp theo là chiếc Winner X phiên bản tiêu chuẩn. Tất cả xe này đều là V4, V3 đến V4 nha các bạn. Future đời 2020 màu đỏ. Tất cả đều là xe lướt nha các bạn. Ido xe này chỉ có 7.000 cây thôi. Các bạn cứ xem chi tiết cận cảnh, xe nào mà mình cần tư vấn thì cứ gọi điện thoại cho mình qua số điện thoại là 0364909432, mình tên là An, hoặc là số điện thoại là 0939839746. Bạn gặp bạn Chí nha các bạn. Thì khi các bạn muốn mua một chiếc xe để mình sử dụng, thì có một số vị khách hàng thì do là tài chính chưa có đủ nên là dự định là mua xe cũ. Thì đây là một cái showroom xe cũ của thuộc hệ thống Hét Hồng Đức á. Thì các bạn cứ tham khảo, nếu mà cảm thấy chiếc xe nào đẹp vừa mắt thì cứ đến cửa hàng, trực tiếp cửa hàng và mình xem xe, được thì mình mua nha các bạn. Cửa hàng thì cũng có hỗ trợ là trả góp, nhưng mà trả góp đối với những dòng xe là đăng ký là trong vòng phạm vi là 5 năm, còn những cái xe nào mà đăng ký lần đầu mà hơn 5 năm thì mình sẽ không góp được nha các bạn. Để có nhiều khách hàng khi mà đến cửa hàng yêu cầu mua góp, mà mình nói ví dụ như chiếc xe Amlách đi, chiếc Amlách là đời 2012 bây giờ mà nếu như muốn mua góp là không được. Xe này cũng là một chiếc xe là mặc dù là cái năm sản xuất nó năm 2012 nhưng mà cũng còn đẹp các bạn. Đẹp mình mới để đây mình bán, chứ nếu không đẹp là mình không bán ở cửa hàng. Các bạn cứ xem cận cảnh chi tiết. Xe này thì đã được rút bộ rồi nha các bạn. Thì cái thủ tục mà rút bộ là mình đã làm rồi, thì bây giờ cái hồ sơ thu hồi là mình đang giữ. Thì khi các bạn có nhu cầu mua cái xe này á, thì mình cứ đến cửa hàng, thì cửa hàng sẽ hỗ trợ cho các bạn khi nào công chứng qua và đăng ký biển số cho các bạn nha. Amlách 2011. Xe này thì khá là đẹp nên giá nó cũng theo cái giá trị xe các bạn. Có nhiều bạn nói là chiếc xe này giờ dưới 10 triệu, nhưng mà tùy xe với lại hồ sơ nó như thế nào nữa. Còn này hồ sơ mình rút sẵn. Tiếp theo là mình sẽ quay chiếc xe Vision. Vision ổ khóa thông minh Smart Key, sản xuất năm 2020, đăng ký năm 2020 nha các bạn. Biển số này là ở Mỹ Xuyên. Xe này có nhiều bạn là tìm cái mẫu này, Vision K44. Chứng nhận thể tích là năm sản xuất là năm 2020 các bạn. Màu xám. Phiên bản này là mình nhớ không lầm là phiên bản đặc biệt á. Giá mình đang bán là 22 triệu nha các bạn. Màu xám đen. Xe lướt đẹp. Về mình chạy thì mình tiết kiệm được so với xe mới đâu đó tầm khoảng trên 10 triệu nha các bạn. Trên 10 triệu. Tiếp theo là mình giới thiệu với các bạn là chiếc xe Venfa. Venfa thì giá nó là 13 triệu 500. Xe này thì mình tiết kiệm được đâu đó tầm khoảng 5 triệu nha các bạn. Những xe mình trưng bày bán ở đây toàn là xe lướt, xe đẹp nha các bạn. Với lại các bạn mua xe ở cửa hàng mình thì yên tâm về vấn đề pháp lý. Tại đa phần là xe này là mình thu lại của khách á. Rồi mình cái nào mình xe không đẹp gì đó thì mình sẽ thay thế phụ tùng chính hãng.
nên là cái độ tin cậy nó sẽ cao hơn so với những cửa hàng nhỏ lẻ bên ngoài. À, tại vì mình là thương hiệu là của Hồng Đức mà, nên là xe đâu đó nó chuẩn xin thì lúc đó mình mới dựng mình bán nha. Còn nếu như mà mình xe nào mà không đẹp là mình không dựng bán ở tại cửa hàng đâu, nên các bạn cứ yên tâm phần đó. À, có nhiều bạn là khi mà xem video á thì liên hệ với mình rồi kêu là gửi chi tiết hay là hình ảnh đồ các thứ, thì mình sẵn mình nói luôn nha các bạn. Thì xe do là mình cũng không có thời gian nên là có đôi khi các bạn thông cảm, thì mình xem trên video rồi mình muốn mua á thì mình cứ di chuyển tới cửa hàng và mình coi thực tế xe nó như thế nào, được hợp nhãn thì mình mua, còn không được thì thôi. Tránh trường hợp là các bạn kêu là ship xe, xếp xe là chắc chắn 100% mình không ship nha. Tại vì nó có nhiều vấn đề xảy ra phát sinh. Ví dụ như mình quay video cận cảnh như vậy đó, nhưng mà khi đưa lên tới trên chỗ nhà đến bạn nhận á thì nó xảy ra vấn đề. Ví dụ bạn nói là xe không vừa ý hoặc là xe chày hay là gì đó, thì nó rất là khó. Thà là bạn đến cửa hàng bạn xem cái nào xe nào bạn thấy ok thì bạn lấy, còn không được thì qua mình tư vấn cho bạn mua xe mới thôi. Tại vì xe mới mình cũng đang bán kế bên mà. Chiếc xe này là RS nha các bạn, bánh mâm FP, xe này cũng khá là lướt á, màu trắng, giá 19 triệu, mình tiết kiệm được so với những xe mới là đâu đó tầm khoảng 7 triệu á. Và đặc biệt là cái giá mình đang bán, thì nếu các bạn mà có nhu cầu mua mà mình có xem video á thì mình được giảm trực tiếp là 500.000 cho tất cả các xe các mình quay nha các bạn. Ví dụ nha, chiếc xe này là mình đang để là 28 năm đúng không? Thì các bạn xem video và biết đến cửa hàng đến mua xe thì mình sẽ hỗ trợ chi phí xăng cộ cho quý khách hàng là 500.000, thì chiếc xe này giống như mình sẽ bán cho anh chị là 28 triệu. Xe này thì chạy 8.000 cây ha các bạn, sản xuất năm 2022, còn 2 chìa khóa luôn ha, màu trắng đen, lốc xám nha các bạn, lốc xám, bánh mâm. Các bạn xem coi có cần tư vấn gì đó cứ liên hệ qua hai số điện thoại trên màn hình ha, 0939839746 hoặc là 0380364909432, gặp bạn An nha. Đây là chiếc Venfa cũng là 13.500.000. Cái đời xe này thì nó sẽ thấp hơn so với cái chiếc Venfa màu xanh lúc nãy mình báo giá nha các bạn nha. Chạy 22.000. Được cái là đời thấp nhưng mà được cái là chủ xe cũ chạy kỹ, nên là dàn chân, dàn áo còn như mới. Xe này thì phiên bản này thì nếu lúc bán mình nghĩ nó khoảng 21 triệu giấy tờ ra khoảng 22 triệu á. Mình bán 13 triệu mấy tính ra cũng tiết kiệm được đâu cũng 9-10 triệu á. Thì có các bạn mà có nhu cầu mà mua những dòng xe mà hãng chính hãng mà ít có hư vặt mà để đi làm thì mình chọn cửa hàng house của mình là ok nhất. Thứ nhất là cái chi phí bỏ ra nó sẽ tiết kiệm được đâu đó khoảng phân nửa tùy theo dòng xe, để cho các bạn có một cái khoản tiền mình đáp ứng được cái nhu cầu đi lại và đi làm. Thì những xe này thì nó cũng giống, nó cũng đẹp và nó cũng bền. Những xe mình dựng đây thì đa phần là dưới 10.000 cây nha các bạn. Nếu mà trên 10.000 cây thì mình ít có dựng, trừ trường hợp là mình không còn xe. Xe này thì ở cái sách nha các bạn, màu xanh Alpha này là màu là Honda nó bỏ mẫu nha các bạn. Nếu mà các bạn có nhu cầu mua xe mới là không có nha. Xe này 27 năm, giống như mình chia sẻ là nếu các bạn
ở xa đi lại thì mình sẽ hỗ trợ bạn bớt 500 ngàn còn 27 triệu nha các bạn. Vision Athmore 38 triệu đã thu hồi biển số rồi nha các bạn. Vision bánh lớn màu xám xi măng. Rồi, mến chào các bạn nha.